Thân mến chào các em. Thì rất vui hôm nay lại gặp các em. Bài trước chúng ta ở bài biến ngẫu nhiên rời rạc, và thầy cũng đã cho mấy em số bài gợi ý để giải về nhà. Hôm nay chúng ta cùng ôn lại những bài đó, nhưng với một phương pháp mới hoàn toàn trên Excel và trên máy tính vào túi. Thầy muốn tập dượt các em thực hành, vì như thầy đã nói, phần mềm Excel của Microsoft Word, Microsoft Excel Word nói chung thì đấy là những cái phần mềm đa dụng và rất là tiện ích. Đặc biệt là Excel nó sẽ kiểm chứng cho ta rất nhiều những cái thí nghiệm về số, về data, database trên statistics, tức là thống kê của mình đó. Để khỏi mất thì giờ, mời các em nhìn lên màn hình. Đầu tiên thì chúng ta ôn lại cái bài trước, nhưng thầy muốn giới thiệu hôm nay một cái công cụ hoàn toàn bằng Excel. Ví dụ 5 như thầy đã trình bày trước đây, và x là biến ngẫu nhiên, điểm, môn, xác suất thống kê của một lớp. Hãy dùng Excel tìm tất cả các đặc trưng số của x, và x nó cho như vậy đây các em, từ 0, 1, 2, đây là số điểm đấy, đây là số điểm, cái cột thứ nhất đây là từ 0, 1, 2 mà cho đến 10 điểm đấy. Và số sinh viên, đây là tần số sinh viên đạt đây này, đạt tương ứng 0 điểm thì có không có sinh viên nào, 1 điểm có 2 sinh viên, vân vân, 2 điểm có 4 sinh viên, vân vân, và đến 10 điểm thì có 5 sinh viên. Thì khảo sát cái lớp này là 100 em. Các em ạ, 100 em sinh viên học cái lớp môn về xác suất thống kê này. Bây giờ ta dùng Excel để tìm tất cả các đặc trưng số của x. Các đặc trưng số của x thì trước đây thầy cũng đã chỉ các em là gặp cái bài toán này chúng ta phải chuyển sang làm tần suất, đúng không? Và ta dùng máy tính bỏ túi để ta bấm, nhưng máy tính bỏ túi thì cũng chỉ có một vài các đặc trưng thông dụng thôi, còn Excel thì nó cho ta tất cả những cái đặc trưng của cái biến ngẫu nhiên x này. Ta tiếp tục nhá. Như thầy đã nói, có thể dùng cái máy tính VN 570ms. Máy tính này là máy tính hiện nay là rất là thông dụng, và giải được tới bậc 4, và đã được Bộ Giáo dục cho phép mang vào phòng thi. Cho nên mấy em không ngần ngại mua cái máy này, hiện nay nó cũng rẻ, giá nó cũng rẻ. Thì với bài toán này thì ta phải vào tất cả mấy dữ liệu đây mấy em, 1, 2, 3, 4, 5, như vậy là 10, ở dưới là 5 nữa là 10 dữ liệu, đúng không? 10 ô dữ liệu, 10 ô dữ liệu. Ví dụ như đây là 1, 2, M cộng. Ở đây tại sao thầy bỏ qua 0? Tại vì ở đây là số 0. Cả hai số này đều là số 0, cho nên ta tính toán về đặc trưng số thì ta không cần cho vào đây. Tại vì ở đây nó cũng không có sinh viên nào cả. Cho nên là ta bắt đầu ta vào từ cái ô 12M cộng đây, 24M cộng đây, 24M cộng, 36M cộng, 36, vân vân, cho đến 15M cộng. Đấy. Thì sau khi các em vào cái này, các em có thể thấy ngay là cái x gạch á, x gạch bằng 6.4, và cái variant của nó, có nghĩa là phương sai của nó, bằng 4.7. Thì với máy tính bỏ túi nó chỉ cho phép ta tìm được hai cái này, cái x gạch là 6.4, và cái variant của nó thì thực ra là nó không có variant, mà nó chỉ có cái độ lệch chuẩn thôi, phải không các em? Độ lệch chuẩn mà ta bình phương lên thì ta ra được là 4.7. nhưng với Excel nó sẽ cho ta cả hai thông số này nữa, tức là mode bằng 7 và median của nó bằng 7. Median là số trung vị đó các em. Mode là gì? Mode là xác suất lớn nhất rồi nhá. Và Excel nó cũng cho ta cả cái đồ thị cả cái đồ thị. Đây là cái đồ thị của cái hàm mật độ xác suất, tức là cái cột P này, và nó sẽ cho ta cả cái hàm này là hàm phân phối. Đấy. Thì tí nữa thầy sẽ làm, giờ thầy display trước lên màn hình cho các em thấy là x, đó là x là cái cột như cái bên đây nhá, x là nãy cái màn hình cái bên đấy. Đấy, cột x, số sinh viên, đây là số tần số tần số đây, và p là xác suất. Thì xác suất mình chuyển sang từ cái cột tần số mình chuyển sang thành cột tần suất, thì mình ở đây là mình biết là khảo sát 100 em, phải không, 100 em thì mình cứ chia lấy 2 chia 100 ra 0.02, 4 chia cho 100 0.04, vân vân, 13 chia cho 100 là 0.13, và cho đến 5 chia cho 100 là 0.005. Cái cột này thầy gọi là như vậy, đây là cột xác suất. Cột xác suất của mình đấy thì gọi là tần suất, nhưng mà thực ra nó là cột xác suất. Và cái cột tiếp là cái cột giá trị nhân với xác suất. Giá trị nhân với xác suất, giá trị nhân với xác suất là P đây. Giá trị nhân xác suất. Giá trị ở đây nhớ là x nhá. X nhá. X nhân với 0.02 là 0.02 đây. 2 nhân với 0.04 là 0.08 đây. Đấy, vân vân. 10 nhân với 0.05 là 0.5. Đấy. Và ta cộng lại tất tần tật xác suất này thì chắc chắn là nó sẽ bằng mấy các em? Bằng 1 đây này, phải không? Cộng cái cột thứ ba này, phải không? Bằng 1. Còn ta cộng cái cột mà cột kế tiếp là cột giá trị nhân xác suất thì sẽ ra là cái gì đây này các em? Ở đây thầy nhân từng phần tử xong đó thì cộng lại cho 10 cái hàng này thì ở đây sẽ là cái gì? Các em nhớ không? Cộng lại tất cả giá trị nhân với xác suất thì sẽ ra gì nào? Ra gì? Cái này chính là kỳ vọng của x, hay là trung bình của x, tức là x gạch đó, x gạch trung bình của x. Còn cột này là cột variance, tức là cột phương sai. Phương sai thì ta dùng công thức gì? Giá cũng là giá trị nhân với xác suất, nhưng mà giá trị ở đây nhớ là bằng xy từng cái ô này, xy trừ cho x gạch tất cả bình phương nhân với tương ứng của từng cái ô xác suất, thì ta sẽ có là cái này. Ví dụ như là tại sao ra được cái ô 0.5832 này, thì ta lấy cái gì đây? Lấy 1 nè, trừ 6.4 nè, tất cả bình phương nè, nhân với cái gì các em? Nhân với xác suất là 0.04, nhân với xác suất là 0.02, thì nó sẽ ra là 0.5832. Và đây là cái cột fx lớn, tức là cái cột gì các em? Cột này chính là hàm gì? Hàm này hàm phân phối, đúng rồi, đây là hàm phân phối. Hàm phân phối có nghĩa là ta cộng dồn xác suất lại, thì tí nữa thầy sẽ chỉ thao tác trên Excel. Đây thầy chỉ riêng cái bảng display thầy làm trước nhá. Như vậy là sau khi cộng dồn, ta thấy ngay số 6 này cộng dồn lại thì xác suất nó vẫn là 0.45, nó chưa vượt qua được 1/2, tức là 0.5. ta cộng thêm đến cái giá trị x bằng 7 thì nó vượt qua được 0.5. thì theo đúng định nghĩa như thầy đã nói thì đây chính là cái gì đây các em? Median, đúng không? Tại vì cộng dồn xác suất mà xác suất nó đã lớn hơn 0.5, cộng dồn từ từ thì ta thấy số 7 chính là median của cái biến x này. Đấy. Và sau khi ta có được tất cả các cột này, bây giờ ta sẽ vẽ hình cột thứ nhất, cái cột cột thứ ba, cái hình thứ nhất tương ứng với cột thứ ba, và cái hình thứ hai tương ứng với cái cột cuối cùng. Hình thứ nhất chính là xác suất đó các em ạ, đúng không? Đây chính là hàm mật độ xác suất đó, mà nó tăng. Cái mốt của nó chính là số mấy đây các em? Nhìn vào đây các em sẽ thấy mốt của nó là mấy? Nhìn vào đây, cột này đây, thì mốt của nó chính là mấy đây các em? Xác suất của nó là gì? Đây là số 7 luôn. 0.21 là lớn nhất. Như vậy trong cái trường hợp này thì 7 chính là median, 7 cũng chính là mốt luôn. Đây, ta nhìn vào cái đồ thị ở đây là số 7 đây. Chiếu xuống đây là số 7 đấy. Còn cái hình này là cái hình mà cộng dồn xác suất, có nghĩa là chính là hàm phân phối, tức là cái cột cuối cùng. Ta vẽ lên thì ta thấy đây chính là cái hàm tăng, mà nó tăng luôn luôn, nó tăng đến cuối cùng luôn luôn là bằng 1. Đấy. Như vậy nhìn vào cái hình ta thấy mốt của nó là 7, median của nó cũng là 7, x gạch của nó có nghĩa là kỳ vọng của nó là 6.4, phương sai của nó là 4.7, phương sai là 4.7. đấy, thì nó cho ta rất nhiều những cái tham số của một cái biến cũng nhìn x nha. Bây giờ thầy sẽ thao tác bằng Excel cho các em rõ nhé. Đây cái cột x như nãy đây, thầy đánh từ 0 thì kéo xuống, cột x từ 0 1 2 cho đến 10 nhé. Và cái cột này là số sinh viên, đây là cột tần số thì mình lốt sang thôi, mình lốt cái từ Word sang Excel, cái này dễ ha. Mà bắt đầu mình cái cột P này thì mình gài công thức các em ạ. Mình gài công thức nè, thầy đánh nè, gài công thức, tức là cái cột Q2 là cái cột này đây nè, Q2 ta chia cho 100 đấy, và ta sau đó ta kéo xuống hết đến đây, kéo xuống hết đến cái số 10 này nhá, đến số 10 này. Như các em thấy đây, F2 là Q12 chia cho 100 đấy nhá. Và ta tiếp tục, ta sang đến cột XP, tức là giá trị nhân với xác suất nhé. Thầy bấm cái công thức lên đây, P2 nhân với R2. P2 là cột này nè các em, P2 là cái ô này nhân với R2. R2 là cái gì? P2 là cột này chứ, nhân với R2 là cái cột này, cột R đây nè, cột P đây nè đấy, nhân nhau. Mà ta cũng kéo ào xuống một phát nhé, ta cũng kéo ảo xuống đây. Rồi cái cột này cũng vậy, cột này là cột variant. Thầy display cái công thức nhé. Đấy, công thức của nó là gì? Giá trị nè, bình phương nhân với xác suất. Giá trị của nó có bình phương nhé, có nghĩa là gì? Lấy giá trị nhớ là cái cột P là giá trị là 0, trừ cho cái gì? Trừ cho cái 6.4 này nè, cái 6.4 này nè. 6.4 chính là cái kỳ vọng, và ta bình phương lên, ta nhân với xác suất là tương ứng là R, và ta cũng kéo xuống nhé. Trước đó thì các em xài cái lệnh này là cái lệnh zoom đây nè, cái lệnh zoom từ trên đầu xuống, và ta kéo cái này sang, ta kéo sang, sau khi đó ta kéo sang hết thì tất cả những ở đây nó là công thức của cái lệnh zoom đấy. Thì ta kéo sang, ở đây là tần số, kéo là 100 đây nè, tổng là 100. Ta kéo sang bên này thì gì đây các em? Chính là xác suất thì tổng của nó luôn luôn bằng 1 nhá, không? Xác suất của hệ đầy đủ phải không các em? Rồi, đến cái cột này ta kéo sang bên này luôn. Ở đây ta chỉ cần kéo sang bên này thì ta có đây chính là cái cộng tất tần tật giá trị nhân với xác suất, thì chính là cái gì các em? Chính là kỳ vọng nhá, chính là kỳ vọng 6.4 đấy, tức là cộng tất tần tật ở 10 cái dòng này thì ta có cái này là 6.4. Tương tự ở bên này nhớ là bằng giá trị nhân với xác suất, mà giá trị ở đây chính là bình phương nhá, bình phương. Mà thầy dùng cái dấu đô la này đây nè, dấu đô la này là để cố định, cái 6.4 này lại thôi nhá, và ta nhân tương ứng với xác suất thì ta có được là 4.7. Đấy, ta kéo xuống. Còn cột cuối cùng này đó, cột cuối cùng thì chính là ta dùng cái công thức zoom từ đầu cộng dồn nhé, và ta cũng kéo xuống. Sau khi ta làm xong rồi ta kéo xuống hết mấy cái này, thì ta thấy là đây luôn luôn bằng 1. Như vậy là cộng dồn tất cả các xác suất lại thì đây ta thấy bằng 1. Và đây ta thấy số 7, ở đây là như nãy thầy nói, Cái anh này mới là 0.45 thôi, chưa đủ vượt qua cái ngưỡng là 0.5. Đến khi nào cộng đến số 7 này vượt qua số 7 cái thì là ở đây nó ra 0.66, và đây chính là median của nó. Đấy, phải không các em? Còn cái hình ảnh này đó, hình ảnh này chính là cái cột, chính là cái cột gì đây? Cột này là vẽ cái gì đây các em? Vẽ cái xác suất á. Đây nè, khi thầy click vào đây thì thầy vẽ cái cột này, cột B này nè. Đó, thấy không? Thấy Excel nó thể hiện cái cột này không? Mà thầy click vào cái hình này thì nó thể hiện cái cột fx, tức là cái hàm phân phối đó em, đúng không? Đấy. Như vậy thì ở đây sau khi ta làm thao tác vào Excel, ta thấy ngay được tất cả những cái tham số về đặc trưng, nào là cộng lại tất tần tật xác suất bằng 1, đây là kỳ vọng, đây là phương sai, và ta nhìn ở trên cái cột cuối cùng, ta thấy đây chính là median của nó, chính là cái cột số 7, tương ứng cột số 7. Và ta có thể ta vẽ hình được, display bằng đây và ta vẽ hình thôi. Cái Shark Wiser này ta vẽ mấy cái này thì đây nhá, thì thí dụ thầy vẽ một hình đi, thí dụ nha, thầy vẽ luôn cho các em đây. Đây ta chọn line nhá, ta chọn line và kế đến ta chọn cái gì, range, data range thì mình chọn cái cột P, thì mình click vào ở đây cho đến cuối này, đúng không? Và ta make một path, đấy thì nó ra cái này, phải không các em? Đấy, vẽ rất là đơn giản thôi đó. Đấy nhá, thì các em có thể vẽ những cái hình rất là đơn giản. Thì nghĩ mấy cái này các em đã học ở phần Excel, cái thao tác rất là cơ bản nha. Bây giờ ta trở về với bài toán của ta. Như vậy thì thầy hy vọng là với một cái biến ngẫu nhiên tổng quát nào đó, các em có thể dùng Excel để các em tìm lại tất cả những cái tham số về đặc trưng của x, nào là có kỳ vọng nè, có phương sai nè, có mốt nè. Mốt thì tất nhiên là nó có sai, nó có cái hàm mốt riêng nhá, nó có cái hàm mốt riêng, nó có cái hàm phương sai riêng nhá. Và cũng với ví dụ này đó, thầy cũng muốn trao đổi với các em một số các công thức về Excel, như sau. Nếu mà ta thao tác như nãy thầy thao tác đây, thì đây là hoàn toàn thao tác thủ công, ta chưa có dùng hàm của Excel nhá. Bây giờ ta sẽ dùng hàm của Excel đây, nhá. Ở đây Excel hơi dở có một cái là Excel không làm trên tần suất được, mà chỉ làm trên tần số, được thôi. Trên tần suất thì Excel không làm tốt, và Excel lại không làm tốt trên hàng mà chỉ làm trên cột thôi. Cho nên cái hình muốn làm trên Excel, cái bảng mà điểm số xác suất thống kê đấy, như nãy thầy nói đây, thầy phải biến thành tần số. Ví dụ có 2 đây nè, có 2 người điểm 1 nè, có 4 người điểm 2 nè. Đấy, có 4 người điểm 2 và có 6 người điểm 3 nè, có 7 người điểm 4, vân vân. Có 5 người điểm 10 đấy. Và có 21 người điểm 7. Đấy. Thì ở đây ta sẽ dùng cái hàm. Nếu mà các em làm cách nào để mà các em chuyển sang thành hàng như là trên bảng của thầy đây, và lúc đó các em chỉ dùng cái hàm của nó thôi. Ví dụ tại sao ở đây ra đây median của cái khối xanh xanh này nè, thầy gọi là cái thử, cái median của cái khối thử này chính là bằng 7. Median chính là gì các em? Chính là trung vị đấy, phải không? Còn cái này chính là gì đây? Đây là mode đấy các em. Hàm này là hoàn toàn thì dùng của Excel nhá. Yeah. Các em nhớ đây là hoàn toàn dùng Excel. À. Cũng cái khối này median của nó là 7, khối này chính là mode của nó. Và cái này thì dùng vapi các em ạ. Hàm vapi. Thầy làm có vẻ hơi nhanh nhá. Bây giờ thầy bấm lại đây này để cho các em ghi lại cái hàm của nó một tí nhá. Median hàm. Các em muốn làm cái hàm này các em bấm bằng median, mở ngoặc cái khối mà ta mới đánh dấu, cái khối số đây, median đấy, và các em enter thì nó ra chính là số 7. Cái này cũng vậy nhá. Cái này thầy display lại mode bằng mode, mode của cái khối thì mode này cũng bằng 7 luôn nhá. Còn cái này thì dùng cái gì đây? Vapi, VIRP nhá, đọc tiếng Việt VIRP của cái khối. Vapi có nghĩa là gì? Variant, tiếng Anh là variant, P là population, có nghĩa là phương sai của đám đông. Và thôi mình cứ dịch cái này là phương sai của đám đông. Rồi các em sẽ thấy từ từ tại sao tiếng Anh nó lại dùng cái chữ P ở đây nhá. Thì qua những cái phần thống kê sau thì sẽ nó có ý nghĩa của nó là vapi, có cái va không và có cái vapi nhá. Như vậy vapi ở đây mấy em cứ nhớ đây là dùng vapi của cái khối, và như vậy nó ra là 4.7 nè các em. Hồi nãy mình tính bên kia mình phải kéo tùm lum xong rồi mới zoom một phát thì mới ra được 4.7. Ta làm thủ công, còn ở đây ta dùng cái hoàn toàn cái hàm của Excel nhá. Vậy là đây chính là vapi. Còn cái này chính là gì đây các em? Average có nghĩa là trung bình, tiếng Anh trung bình của cái khối thử, xem lại trung bình, AVERAGE average nhá, đọc tiếng Anh average. Và như vậy chính là 6.4 đó các em. Đó, ta tìm lại được tất cả những cái tham số nhưng mà bằng hoàn toàn bằng hàm, bằng hoàn toàn bằng hàm của Excel. Và cái này 100 đấy, cái khối này có khối này, tại vì mình làm đúng cái tần số của nó, mình cũng chẳng biết bằng bao nhiêu. Đây mình muốn đếm cái này bằng bao nhiêu thì mình dùng cái công thức gì? Count thì khối đó thì nó đếm tất cả những ô trên này này là có 100 ô, có số như vậy nhá. Rồi count, cái này là count các em ạ. Rồi đó, như vậy là tất cả những cái này là thì làm thử bằng hàm Excel nhá. Vậy các em muốn dùng cái hàm Excel thì thầy nói lại cái Excel nó hơi dở, có một cái là nó không làm được cái tần suất mà nó chỉ làm được trên tần số, và nó cũng chỉ làm trên cột được, nó làm trên hàng nó làm không được, khổ vậy nhá. Không sao, thì mình cứ chiều theo Excel mà mình làm thôi. Và thực chất ra đó 100 số như vậy nè, bà mấy em nếu mà thao tác 100 số này bằng cái cột vàng vàng như vậy đến 100 đây, đến 100 đây, các em thấy không, đây 100 thì lúc này ta lại dùng thêm một cái công cụ nữa rất là hữu hiệu của Excel, đó là thầy sẽ dùng cái công cụ Excel là như vậy. Cái phần data analysis của Excel các em ạ. Và thầy chọn cái phần gọi là cái phần Descriptive Statistics nhá. Yeah. Thầy ok nè. Thầy ok, và bây giờ thầy chọn nhá. Thầy chọn cái cột này là 100 số đó các em. 100 số dữ liệu, nhưng mà thầy phải chuyển thành một cột thôi, không có được nhiều cột. Đấy. Phải không? Và như vậy là mình cho output và mình lấy cái summary statistic lại, đúng không? Và thầy cho cái output nó ở đây ok một phát thì các em thấy không, nó ra cho mình cái phần này là cái phần dữ liệu mà hoàn toàn của Excel đây. Thì cho cái màu vào để các em thấy này. Như vậy là cái phần statistics của Excel á, nó cho ta tất bần tật mọi cái tham số này. Min nè là kỳ vọng đó các em, 6.4 nè. Standard error thì cái phần này thầy sẽ dành cho cái phần thống kê, thầy sẽ chỉ, hoặc là cái chương sau chương 4 thì sẽ chỉ cái phần này. Giờ tạm thời các em quên thế nào gọi là standard error đi nhá. Cái phần median là các em, median bằng 7 nè, mode bằng 7 nè. Standard deviation có nghĩa là gì? Chính là độ lệch chuẩn đó các em ạ. Độ lệch chuẩn. Phương sai đây, phương sai của nó là 4.7 đây. Phương sai. Đây là độ lệch chuẩn nhá, độ lệch chuẩn, còn đây là phương sai mẫu. Cái này tại sao nó là 4.7474 mà nó không phải là 4.7 thì thầy cũng hẹn một bài ở phần thống kê, thầy sẽ chỉ đây chính là cái phương sai có hiệu chỉnh, còn phương sai này là phương sai population, còn phương sai đây các em thấy là có sample variant, thì cho nên cái này nó gọi là phương sai mẫu, còn ở đây là phương sai population có nghĩa là phương sai đám đông, còn này phương sai mẫu, cho nên nó nhiều hơn một tí, nó nhiều hơn một tí. Sau đó là ta lấy căn của số này thì ra số này. Thì riêng hai cái phần này thầy sẽ chỉ ở cái phần thống kê nhá. Phần skewness là trừ các em ạ. Skewness này nó có thể bằng 0, âm và dương, mà mình chỉ cần chú ý là bằng 0, âm hoặc dương thôi. Skewness này chính là gì? Skewness này là nếu mà bằng 0 thì cái hàm mật độ xác suất nó cân các em ạ, nó cân. Cái hàm nó rất cân. Còn nếu mà nó âm thì cái hàm mật độ xác suất nó lệch về bên tay phải của mình. Đây, ví dụ như cái này. Nó lệch về bên tay phải đây. Đó. Cái hàm này nó lệch về bên tay phải. Còn nếu mà nó dương thì cái đỉnh này nó sẽ lệch về bên tay trái. Đó nhá. Nhân tiện thì chỉ luôn. Nhân tiện thì ở đây thì chỉ luôn. Đó. Tức là ta có skewness. Skewness chính là cái độ đo đối xứng của cái hàm mật độ xác suất. Nếu bằng 0 thì đối xứng, nếu âm thì lệch phải, mà dương thì lệch trái. Range của ta các em, range của ta trong cái Christie statistic này nó chính là 9, có nghĩa là gì? Lấy cái maximum của nó là 10 này, có 10 điểm là maximum và 1 điểm là minimum. Maximum ta trừ cho nhau thì ta gọi là cái range. Còn cái sum của cái này có nghĩa là tổng tất tần tật mà những cái số điểm của 100 em sinh viên này đó, tức là 640 điểm. Count là 100 học sinh đấy. Thì riêng cái phần Excel như thầy đã diễn tả ở trên mà thầy đã thao tác thì các em thấy là nó rất nhiều những cái phần mềm mà trong Excel nó cũng đã đủ, khá đầy đủ. Nó cho ta tất tần tật những cái tham số đặc trưng của một biến ngẫu nhiên, mà một biến ngẫu nhiên rời rạc thì thường các em thấy tính toán rất là phức tạp. Tính toán để tìm ra là kỳ vọng là phương sai, mấy em phải bấm máy đúng không? Thì ở đây ta thao tác, ta chỉ cần đưa dữ liệu vào và ta thao tác một số những cái hàm thì ta sẽ thấy được tất tần tật những cái tham số đặc trưng. Bây giờ thầy quay về bài chính của mình đấy. Thì các kết quả này chẳng qua ở đâu mà thầy có các kết quả này các em, thầy cũng làm trên Excel, thầy bát nó sang bên này thôi, nó là đơn giản nha. Như vậy là các em về các em có thể dùng Excel để thao tác, để thí nghiệm lại tất cả những cái dữ liệu mà bài toán cho. Nhưng có một điều là nước ta thì không cho các em mang cái laptop hoặc là mang cái máy vi tính vào phòng thi đâu, đúng không? Cho nên cái phần Excel này á, mấy em cũng chỉ dùng để mấy em kiểm nghiệm lại những cái định lý, những cái công thức mà trong giáo khoa đã học. Còn khi vào phòng thi thì mấy em phải dùng cái máy tính nhỏ thôi, máy tính nhỏ, và thao tác trên máy tính nhỏ có những cái nó rất là tiện hơn Excel. Thì đụng chuyện thầy sẽ nói thế nào là cái máy tính nhỏ nó rất là tiện nhé, rất là tiện. Nhưng mà máy tính nhỏ là tại vì màn hình nó bé quá, nó không có display hết, nó không có visual hết cho mình. Còn cái Excel thì nó visual toàn bộ cái bức tranh của cái dữ liệu, thì các em dễ thấy hơn. Đấy. Bây giờ ta sang một thí dụ khác nhé, một thí dụ khác. Thí dụ này là siêu bội. Siêu bội trước đây thì thầy cũng đã nói rồi, phải không? Siêu bội, đây là siêu bội x thuộc về hypergeometry, hyper 30 10 và n là 15. 30 là gì các em? Là n lớn đó. NA đây chính là 10 và n là 15. Có đồ thị, có đồ thị hàm mật độ xác suất thì gọi là PK, hình 1 đây, và cái hàm phân phối Fx là hình 2 này. Như vậy riêng cái phần này thầy cũng muốn các em thao tác bằng Excel nhé, bằng Excel để ra được cái hình này và cái hình này. Tất nhiên cái hình 2 này thầy dùng một cái phần mềm khác, phần mềm gọi là MATLAB. Còn ở đây thầy dùng hoàn toàn bằng Excel đây nhé. Trong chương trình thì thầy không cố tình thầy dùng cái này đâu, thầy dùng cái này thì mấy em phải lại có học thêm cái phần MATLAB nữa, cho nên hơi mất công. Thì thầy sẽ dùng Excel chủ yếu để mô phỏng lại tất cả những cái định lý mà ta đã học. Cái ví dụ này cho ta bây giờ cái bài toán này đó, cái ví dụ này cho ta phải tìm ra được cái hàm phân phối, hàm mật độ xác suất và hàm phân phối của nó. Đây, hàm mật độ của nó đây nhá. Và sang cái trang này thầy lại cũng dùng Excel để các em ạ. Dùng Excel để thầy tìm cái hàm mật độ và cái hàm phân phối của nó. Hàm mật độ, hàm phân phối. Cái hàm mật độ thì ta đã biết như ở bên này rồi. Đây, hàm mật độ đây. Hàm phân phối đây. Hàm phân phối là cộng dồn lại và cuối cùng nó là 1 các em ạ. Lên đến đỉnh của nó là luôn luôn là bằng 1. Nhưng mà cái thao tác của cái công thức này nó cũng phức tạp đúng không? Thực ra máy tính bỏ túi cũng làm được tốt, làm cái này được hết nhá, cũng làm được hết các em ạ. Thầy sẽ chỉ cho các em cả hai thao tác này. Rồi, chú ý là với cái h đó, tức là cái hypergeometry đó, 30, 10 và 15 đó, thì các em thấy là đây, k nó đi từ 0 cho đến 15 là các em 15. Nhưng mà các em nhớ một điều là khi mà k lớn hơn NA thì nó sẽ bằng 0. Tức là k mà lớn hơn 10, tức là bằng 11 thì nó sẽ bằng 0 các em ạ. Đúng không? Bằng 11 thì nó sẽ bằng 0. Vì sao vậy? Vì ta là có C NAK mà, cho nên k phải nhỏ hơn cái NA. Cho nên trong trường hợp này là khi mà k mà bằng 11 trở đi thì cái này bằng 0. Đúng không? Tức là k là đi từ 0 cho đến 15, mà NA của ta là nó có 10, NA của ta 10. Thì không thể nào mà khi k bằng 11 thì cái này nó có xác suất được, phải không? Làm gì có 10 cái, tối đa của nó là 10 cái tính chất A, giờ làm gì có 11 phần tử có tính chất A được, cho nên này bằng 0. Và cái này thầy cũng cộng dồn lại. Thì này bên này thầy cũng cộng dồn lại. Thì các em sẽ làm Excel cái phần này. Thầy sẽ display bằng Excel luôn để các em thấy. Và ở đây các em thấy là ai đoán được, nhìn vào cái màn hình này các em thấy được cái median của cái x này là mấy các em? Cộng dồn nè. Đến số 4 ta vẫn thấy nó bằng, xác suất của nó là 0.3. Nhưng mà qua số 5 cái thì là xác suất của nó lại vượt qua 0.5 rồi. Cho nên đây median của nó là mấy các em? Là số 5. Đúng không? Là số 5. Đó, như vậy median của này đây chính là số 5 nhé. Còn thuật toán tìm median của máy nhỏ thì thầy sẽ tính sau. Bây giờ thầy chuyển sang màn hình Excel nhé, để thao tác cái này một tí để các em thấy nha. Đây, đây là siêu bội đấy các em. Thầy làm cái màn hình này đây, chú ý cái màn hình từ cái ô này thôi, từ cái cột E, F, G, H, I, G này nè nhá. N bằng 30 các em, NA bằng 10, N nhỏ bằng 15. Như vậy là thầy sẽ thao tác cái công thức này nè, công thức của siêu bội ta đã biết rồi, phải không? Đây là công thức này là ở bên ruột, ở bên trong chính là cái xác suất, còn cái fx lớn này chính là cái thao tác cộng dồn thôi. Thì mình sẽ làm như là ở bên phần trước thầy đã làm cái thí dụ trước đấy. Bây giờ ta cho các giá trị vào từ 0 cho đến 1 và ta kéo xuống đến 15 nha. Và ở đây đó thầy dùng cái công thức hoàn toàn bằng Excel đây, tức là CNAK đó các em. C nè, NA là 10 nè, K chính là cái ô này, K bắt đầu từ ô F đúng không, nhân với C. N trừ NA là còn bao nhiêu các em? NA là 10 thì 30 trừ 10 còn 20, phải không? Nhưng mà cái số trên đầu chính là 15, N trừ K mà. N nhỏ của ta là 15, trừ K có nghĩa là trừ cho cái ô đầu tiên đây. Và sau đó ta chia cho cái C của 30, 15. Trong Excel nó dùng cái hàm gọi là hàm compile các em ạ. Compile đây, compile nhá. Các em đánh cái hàm này rất đơn giản, COMBIN mà mở ngoặc ra hai tham số. Số dưới là luôn luôn là để là trên đầu, và số trên, số nhỏ ta để ở đằng sau. Và như vậy sau khi có cái này rồi, ta gài được một công thức, ta kéo xuống, đến cái hàng số 5 nhá, kéo đến cái hàng số 5. Và thì nhớ là ở đây nó vậy bằng 0 các em đúng không, từ 11 trở đi là bằng 0 các em ạ. Và đấy, ở đây thầy dùng cái lệnh sum các em, lệnh sum lại các xác suất thì nó luôn luôn bằng 1 đúng không? Như là trong lý thuyết thầy đã nói là chứng minh cái xác suất này bằng một cách tổng quát thì phức tạp đấy, nhưng mà nó vẫn trong trình độ các em hiểu. Nhưng mà để chứng minh nó thì là đúng là nhìn rất là phức tạp, nhưng thể hiện bằng Excel các em thấy không, rất đơn giản, kéo xuống một phát zoom là xong, là số 1. Còn cái này là các em dùng cái gì đây các em? Đấy, cái này là dùng xác suất nhân với giá trị nhân với xác suất đây, như hồi nãy thầy làm. Và thầy kéo sang một phát nè, thầy kéo này sang một phát nè, thấy không? Thì nó bằng 5. Như vậy min ở đây nó bằng 5, tức là kỳ vọng bằng 5. Kỳ vọng nó lệch ở tuốt trên này các em ạ, đúng không? 15 đáng lý là kỳ vọng của nó là thường nó phải nằm giữa, phải không? Nhưng mà ở đây không phải như vậy, ở đây nó bị lệch sang bên trái rồi. Như vậy là cái này nó bằng 5 và min của nó cũng bằng 5 các em ạ, min của nó cũng bằng 5 đấy. Còn cái ô này là như nãy thầy nói là thầy cộng dồn từ cái cột này trở xuống thôi, phải không? Đấy, các em thấy là khi mà cộng lên như vậy luôn luôn đến đây nó bằng 1 hết này, bằng 1 hết, không cần bằng 1 hết. Như vậy đây chính là cái cột này, cột fx lớn, tức là hàm mật độ xác suất, hàm phân phối các em ạ. Đấy, thì các em thấy là như vậy là ta tìm được cả kỳ vọng, phương sai, median. Và mốt của cái này bằng mấy các em? Nhìn vô mốt này bằng mấy? Mốt này cũng rơi vào đâu cả? Nhìn vào đây các em thấy mốt mà rơi vào số 5 luôn, rơi vào số 5 luôn. Như vậy là ta đã tìm được cái tất cả các đặc trưng. Hôm nay tại vì giờ cũng đã hết, thầy hy vọng các em về nhà làm bài tập, nhất là phần Excel, để các phần sau mình làm trôi chảy hơn.